giải mã giấc mơ thấy kiến mơ thấy kiến đánh con gì trong đời sống chúng ta thường xuyên gặp tổ kiến hay kiến chúng ta rất ghét kiến nguyên nhân là bởi vì chúng đốt sẽ rất đau tuy nhiên nếu trong giấc mơ bạn thấy tổ kiến và kiến giấc mơ này sẽ mang ý nghĩa gì hãy cùng khám phá bài viết sau để có câu trả lời nhé Nằm mơ thấy kiến không chỉ đem đến cho ta những điểm báo mà nó còn đem đến những con số may mắn cho bạn thử vận mình với những trò chơi may mắn. Kiến tuy là loại động vật NSA bé nhưng nếu nó xuất hiện trong giấc mơ của bạn thì sẽ mang đến cho bạn những điểm báo gì? Hãy cùng với tử vi mỗi ngày.vn giải mã giấc mơ thấy kiến. Mới các nhà giải mã giấc mơ vẫn luôn đi tìm kiếm câu trả lời cho các giấc mơ ấy tuy nhiên sẽ không thể có được sự chính xác tuyệt đối các nhà tâm linh cũng cho rằng giấc mơ không có gì là đáng sợ bởi nó là hành động xảy ra trong mơ và ít khi thành sự thật hoặc mơ cũng chính là một điềm báo mộng cho ta những sự việc có thể xảy ra ở tương lai mà ta có thể sẽ gặp phải và nằm mơ thấy kiến cũng tương tự trong giấc mơ thấy kiến được nhiều người tin rằng con kiến là loài vật chăm chỉ chịu khó nên khi mơ thấy ta sẽ có được những thành tựu khi mà cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Một Giải mã giấc mơ thấy con kiến nằm mơ thấy kiến bu đầy chân giấc mơ thấy kiến bu đầy chân mang đến may mắn cho bạn. Giấc mơ cho biết sắp tới bạn sẽ có được nhiều người tìm đến để cộng tác với bạn và mong muốn được làm ăn với bạn. Hãy trân trọng những đối tác của mình nhé tránh để tuột mất cơ hội của mình nằn mơ thấy kiến bu đầy chân đánh số, không một ngủ mơ thấy đàn kiến bò lên bàn theo các chuyên gia giải mã giấc mơ chiêm bao, giấc mộng thấy đàn kiến bò lên bàn báo hiệu điềm lành cho gia đình bạn. Tình cảm gia đình sẽ thuận hòa, đầm ấm và hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó thời gian này công việc của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và nhận được nhiều cơ hội phát triển. Ngủ mơ thấy đàn kiến bò lên bàn đánh con, 11 đến 21 mơ thấy kiến đen bò về tổ, giấc mơ thấy kiến đen bò về tổ là điềm báo công việc làm ăn của bạn đang có những bước đi đúng đắn. Bạn đang thực hiện đúng kế hoạch cũng như mục tiêu của mình mà không có trở ngại gì, thành công sẽ đến với bạn sớm thôi. Mơ thấy kiến đen bò về tổ đánh đề số 83 mộng thấy kiến đang rời tổ trong chiêm bao đêm qua bạn mơ thấy kiến đang rời tổ thì đây là điềm báo cực kỳ tốt cho bạn. Khả năng cao sắp tới bạn sẽ đi xa, cụ thể như đi nước ngoài hay đi du học. Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được nên bận hãy nắm bắt thật tốt cơ hội này nhé. Mộng thấy kiến đang rời tổ đánh con, không ba. Chiêm Bao thấy kiến cắn mình, giấc mơ thấy kiến cắn mình ám chỉ đang có người cố tình hãm hại bạn, hãy giải quyết các vấn đề nhanh gọn nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bạn đó. Chính vì thế thời gian này bạn nên hết sức cẩn thận trước mọi quyết định của mình. Chiêm Bao thấy kiến cắn mình đánh số 73 nằm mơ thấy giết chết kiến, giấc mơ thấy giết chết kiến chính là đang báo hiệu bạn đang tự hủy hoại đi những hoài bão và cố gắng của mình. Đồng thời bạn nên đổi cách suy nghĩ của mình để đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra trước đó. Nằm mơ thấy giết chết kiến đánh con. 18 đến 91 ngủ mơ thấy kiến chết khi bạn mơ thấy kiến chết là điềm báo không may mắn báo hiệu trong gia đình bạn thời gian tới sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Có thể thời gian tới các thành viên trong gia đình sẽ xảy ra nhiều cãi vã, bất hòa khiến cho mối quan hệ ngày càng bị dạn nứt chính vì thế bạn nên là người đứng giữa để tìm cách giải hoài. Ngủ mơ thấy kiến chết đánh số. Không ba mộng thấy kiến bò ở ngoài cửa nhà nếu bạn mơ thấy kiến đang bò ngoài cửa nhà nhưng không vài nhà điều này báo hiệu thời gian tới bạn sẽ có được nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc và bạn nên chủ. Động nắm bắt nó. Mọi thứ chỉ đến một lần vì thế hãy biết nắm bắt kịp thời bạn nhé. Mộng thấy kiến bò ở ngoài cửa nhà thử vận may số 43. hai một số giấc mơ thấy con kiến mơ thấy kiến lửa giấc mơ này báo hiệu về những sóng gió sắp ập đến với gia đình bạn vì thế hãy chuẩn bị tâm lý mơ thấy kiến đen giấc mơ này cho biết thời gian này mối quan hệ tình cảm của bạn đang xảy ra nhiều cãi vã bất đồng mơ thấy kiến bò vào nhà giấc mơ này mang ý nghĩa tài lộc may mắn báo hiệu bạn sắp nhận được nhiều tiền bạc mơ thấy kiến bò lên đầu giấc mơ này báo hiệu thời tiết năm đó rất thuận lợi mùa màng bội thu mơ thấy kiến bò theo mình giấc mơ này mang ý nghĩa tốt lành cho biết chuyện kinh doanh buôn bán của bạn sẽ rất phát triển mơ thấy kiến bò trên thức ăn giấc mơ này nhắc nhở bạn nên cẩn thận hơn trong chuyện ăn uống của mình mơ thấy kiến bò lung tung giấc mơ này có ngụ ý cho biết cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi người nào đó mơ thấy kiến bò trên giường giấc mơ này cho biết trong gia đình bạn đang mắc căn bệnh hiểm nghèo và khó có thể qua được mơ thấy kiến bị nước cuốn trôi giấc mơ này nhắc nhở bạn nên cẩn thận về vấn đề sức khỏe của mình mơ thấy kiến bị chim bắt giấc mơ này cho biết có kẻ đang muốn chiếm đoạt đi công sức mà bạn đã cố gắng bao lâu nay mơ thấy tổ kiến giấc mơ này cho biết bạn là người rụt rè ngại giao tiếp vì thế công việc khó phát triển ngủ mơ thấy đàn kiến điểm báo tốt bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền của ngủ mơ thấy kiến đang xây tổ điểm báo tốt bạn sắp nhận được nhiều tiền của ngủ mơ thấy kiến bu đầy chân điều này nói lên rằng sẽ có người tìm bạn để hợp tác cùng phát triển trong công việc ngủ mơ thấy đàn kiến bò đầy nhà báo hiệu gia đình bạn sẽ làm ăn ngày càng phát đạt thịnh vượng ngủ mơ thấy kiến đang tha thức ăn báo hiệu bạn sẽ có được hạnh phúc và chuẩn bị phát tài ngủ mơ thấy giết chết kiến đây là điềm báo không tốt điều này báo hiệu rằng bạn sẽ phải trải qua những chuyện không vui bất ngờ xảy đến và sẽ có sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình bạn ngủ mơ thấy kiến đang bò trên các đĩa thức ăn Điểm báo bạn và gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành và may mắn. Ngủ mơ thấy đàn kiến cắn chân mình, điểm xấu báo cho bạn biết rằng công việc của bạn sẽ có người phá hoại. Ngủ mê thấy kiến lửa cắn mình, điểm báo xấu cho thấy có ai đó đang ganh tị với bạn và người này sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản thành công của bạn. Ngủ mơ thấy bị đàn kiến bao vây. Báo hiệu sức khỏe của bạn đang có chiều hướng xuống dốc ngủ mơ thấy đàn kiến ở trước cửa nhưng không bò vào trong nhà điều này thể hiện bạn sắp đạt được thành công và đây chính là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra các quyết định ngủ mơ thấy kiến đen hoặc kiến lửa bị dòng nước cuốn trôi bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình và sẽ có sự hao hụt trong vấn đề tiền bạc của mình ngủ mơ thấy kiến bò trên giường của bạn điềm báo cực xấu bạn sắp bị bệnh nặng mơ thấy trong đồ uống có kiến, lời cảnh báo bạn đang gặp phải các bệnh liên quan đến nội tạng. ba Mơ thấy con kiến đánh số mấy may mắn. Mơ thấy kiến lửa, 54 mơ thấy kiến đen, 76 đến 67 mơ thấy kiến vàng, 15 mơ thấy kiến con, 26 mơ thấy kiến khổng lồ, 03 mơ thấy kiến có cánh. 47 mơ thấy kiến bò trên cành cây, 11 mơ thấy kiến đang bò lên bàn làm việc, 41 mơ thấy một con kiến, 01 mơ thấy hai con kiến, 83 mơ thấy nhiều con kiến, 83 mơ thấy kiến bò vào nhà. 04 mơ thấy kiến bò lên đầu, 27 đến 72 mơ thấy kiến bò theo mình, 84 mơ thấy kiến bò trên thức ăn, 38 mơ thấy kiến bò lung tung, 93 đến 39 mơ thấy kiến bò trên giường, 06 mơ thấy kiến bị nước cuốn trôi. 38 mơ thấy kiến bị chim bắt, 71 mơ thấy tổ kiến, 16 trong những giấc mơ của chúng ta đôi khi có điểm lành nhưng cũng có lúc sẽ là điểm xấu đó đều là những dấu hiệu nhắc nhớ chúng ta cần phải sắp xếp chuẩn bị và làm những việc để cải thiện những điều không may mắn cũng như cần tránh những chuyện xấu có thể xảy ra tuy nhiên tất cả chỉ là dự đoán nên bạn cũng không cần quá lo lắng hay ý lại những giấc mơ để đánh mất những cố gắng trong cuộc sống này từ vi mỗi ngày vn cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết bài viết này